Hello, thì trong cái bài học này thì mình sẽ chia sẻ cái bài đầu tiên của cái module thứ hai. Cái module thứ hai chính là module là PHP căn bản. Thì tôi sẽ ở đây tôi sẽ tạo ra một cái folder đó là module 2. Module 02 nhé. Rồi, thì trong cái module 02 này thì ban đầu chúng ta sẽ có một cái ví có một cái đầu tiên. Đó, tôi sẽ tạo ra một file là x01. Rồi, trong cái x01 này thì tôi bài này thì chúng ta sẽ học đó là về biến. Thì thứ nhất nó là biến là gì, nó là hiểu một cách căn bản. Biến chính là một cái nơi để chúng ta lưu trữ. Tuy nhiên là cái có một đặc điểm riêng của biến là chúng ta có thể thay đổi được dữ liệu. Cái việc thay đổi này có thể là thông qua chương trình của chúng ta hoặc là thông qua một số những cái thuật toán giải thuật để giúp chúng ta thay đổi. Rồi, và cái cú pháp để chúng ta đặt tên biến ở đây thì cú pháp thì nó sẽ luôn luôn bắt đầu bằng đô la. Sau đó chúng ta sẽ đến tên biến. Một cái lưu ý của cái tên biến này chính là chúng ta sẽ phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc là gạch dưới. Cái thứ hai đó là tên biến này chứa các chữ cái, chữ số hoặc là các ký tự gạch dưới. Tiếp theo đó là PHP ở đây thì sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường, cho nên chúng ta đặt tên biến cũng vậy, chúng ta cũng sẽ phải đặt đúng chữ hoa chữ thường. Ví dụ nếu mà chỗ này chúng ta đặt được chữ hoa thì chúng ta cũng sẽ phải gọi ra y như vậy. Nếu mà chúng ta gọi ra chữ thường thì nó sẽ bị lỗi. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải cần có một cái nữa đó là PHP. Chúng ta không cần khai báo kiểu dữ liệu. Tuy nhiên là từ PHP 7.4 trở lên thì chúng ta có thể khai báo kiểu dữ liệu. Cái việc khai báo này thì chương trình chúng ta sẽ chạy nó sẽ nhanh hơn thôi. Nếu chúng ta không khai báo thì nó cũng không có ảnh hưởng gì và nó cũng không báo lỗi gì cả. Tiếp theo đó là một cái lưu ý về quy tắc đặt tên. Chúng ta trong trường hợp tên biến thì chúng ta nên đặt theo quy tắc là camel cây. Có nghĩa là như thế nào? Thì các bạn có thể nhìn vào một cái ví dụ ở đây thì các bạn sẽ thấy. Nó là cái chữ cái đầu tiên của chữ thứ hai thì chúng ta sẽ viết hoa. Từ chữ thứ hai trở đi nhé. Thì lát nữa thì tôi sẽ lấy một cái số những ví dụ theo quy tắc này. Để các bạn dễ hình dung. Ok, thì ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt một cái tên biến. Đặt tên biến thì chúng ta đơn giản thôi. Bắt đầu bằng đô la, đúng không? Đó. Sau đó mình sẽ đặt một cái tên, ví dụ nhé. Customer name. Đó, đây là cái việc chúng ta đặt một tên biến, tất nhiên là chúng ta sẽ phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Đó, thì cái này chính là phần đặt tên nhé. Tôi sẽ lấy ví dụ một cái tên khác. Ví dụ này. Đó là customer detail email chẳng hạn. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy nhé, cái chữ đầu tiên thì tôi viết thường như mình bắt đầu từ chữ thứ hai trở đi thì chữ cái đầu tôi sẽ viết hoa. Đó, thì các bạn lưu ý một điều là như vậy. Đó, thì cái phần này chính là cái phần đặt tên biến. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái nội dung tiếp theo. Đó là liên quan đến việc là gán. Sau khi chúng ta đã đặt được tên biến rồi thì việc tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải gán. Gán thì cú pháp gán là tên biến bằng giá trị. Và chúng ta sẽ gán này thông qua một cái toán tử. Ok, thì ở đây thì tôi sẽ thử một cái ví dụ cho các bạn xem. Tôi sẽ áp dụng luôn cái ví dụ ở trên này, ví dụ như là như này bằng như này đúng không? Tại sao trong trường hợp này tôi lại dùng dấu nháy? Thì các bạn sẽ sau này các bạn sẽ phải học về một cái nó là kiểu dữ liệu. Thì tạm thời cái phần này chúng ta chưa học thì các bạn cứ hiểu đây là một chuỗi thì chúng ta sẽ đưa vào dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép. Đấy, thử một ví dụ nữa nhé. Đó, đây là kiểu số nhé. Ok, đây là phần gán và chúng ta sẽ chạy cái chương trình này.
chúng ta thấy là không có hiện tượng gì xảy ra cả, bởi vì đơn giản đó là chúng ta mới gán thôi. Có nghĩa là cái biến này nó có dữ liệu, tuy nhiên nó sẽ chưa hiển thị ra bởi vì chúng ta chưa có câu lệnh in ra màn hình. Chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu muốn in dữ liệu thì chúng ta sẽ chỉ việc là chúng ta sẽ sử dụng một cái từ khóa, thì đúng hơn chúng ta dùng một từ khóa đó là echo. Echo cách ra, sau đó chúng ta sẽ đưa tên biến vào chấm phẩy. Rồi bây giờ tôi sẽ chạy thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đoạn text này sẽ được hiển thị ra. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thử in một cái chuỗi mà không thông qua biến, ví dụ như là học lập trình đó, các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ hiển thị ra. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy một điều đó là hai cái này nó nằm trên một dòng. Chúng ta muốn cho thành hai dòng thì ở đây mình có thể mình echo ra một cái thẻ HTML đó là br. Đó như này. Thấy chưa? Rồi. Chúng ta sẽ thử in một vài cái tiếp theo, ví dụ chỗ này chúng ta cũng sẽ br này. Đó là echo cái này. Echo tiếp br. Tiếp theo mình có thể echo customer s đó. Rồi chúng ta sẽ thấy là toàn bộ dữ liệu ở trong các biến đã được in ra, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử một cái trường hợp nữa, đó là cái biến tuổi này. Tôi thực hiện cái việc tiếp theo là tôi sẽ gán, có nghĩa là tôi sẽ gán lại bằng 29. Sau đó tôi thực hiện việc là tôi echo ra, chỗ này tôi sẽ echo br nhé. Echo. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó hiển thị cả 30 và 29. Có nghĩa là cái giá trị 30 đi, cái đoạn này nó đang nhận cái giá trị mà tôi đã gán là customer s bằng 30. Còn cái phần echo bên dưới này là nó sẽ nhận là 29. Có nghĩa là trường hợp mà tôi gán sau. Bởi vì biến nó sẽ thay đổi được giá trị cho nên là chúng ta gán và nó sẽ nhận kết quả sau cùng. Tất nhiên là cái phần này chúng ta thực hiện về echo trước rồi cho nên nó không bị thay đổi nữa. Nếu mà cái phần này nhá mà chúng ta echo ở bên dưới. Đây, bây giờ tôi thử một ví dụ. Đó là tôi chuyển cái này lên trên. Có nghĩa là chuyển cái phần gán này lên trước trước cái câu lệnh echo này. Thì chúng ta sẽ thấy là cả hai kết quả nó đều là 29. Đó, có nghĩa là biến này nó sẽ nhận kết quả gán sau cùng. Đó. Ok, đấy là về cái phần in dữ liệu. Vậy cái từ khóa echo này chúng ta có thể echo ra một biến hoặc là echo ra hẳn một chuỗi, một số. Ở đây tôi sẽ thử một trường hợp nó là một số nhé. Echo, ví dụ như là 50. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn hiển thị kết quả ra bình thường. Rồi, đấy là liên quan đến cái việc là in dữ liệu. Chúng ta sẽ có một vài những cái phần tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ luôn. Đó là về việc là chúng ta sẽ sử dụng các cái comment và phần debug dữ liệu thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Comment ở đây mình hiểu một cách cơ bản đó là các cái ghi chú. Và các cái ghi chú này thì chương trình sẽ không chạy. Mục đích là để mình có thể mình hiểu rõ hơn về cái đoạn code của mình thôi. À. Ví dụ nhé, tôi có một cái ghi chú. Cái đầu tiên là ghi chú trên một dòng.
ghi chú trên một dòng. Đó. Các bạn chạy thì là chương trình sẽ không đọc cái đoạn đó. Tiếp theo nó là ghi chú trên nhiều dòng. Các bạn sẽ làm như này. Đơn giản nó là gạch chéo sao xong ở bên giữa này là toàn bộ cái đoạn ghi chú của chúng ta. Đây nhá, ghi chú dòng 1. Ghi chú dòng 2. Còn nếu mà ghi chú trên một dòng thì các bạn sẽ không thể xuống dòng được, xuống dòng thì các bạn lại phải gạch chéo tiếp theo. Ghi chú trên một dòng. Đó, đây là phần ghi chú. Và lời khuyên của tôi đó là trong tất cả các phần đoạn code của chúng ta sẽ nên viết ghi chú lại. Để sau này chúng ta đọc lại, chúng ta sẽ biết được là ngày trước chúng ta đã viết những cái gì, đoạn code này ý nghĩa là gì. Đó, đây là phần ghi chú. Tiếp theo là phần debug dữ liệu. Phần debug dữ liệu này thường không được sử dụng để hiển thị dữ liệu ra cho người dùng, mà chỉ sử dụng trong cái quá trình mà chúng ta làm, chúng ta phát triển, chúng ta code. Thì đầu tiên đó là hàm VADOM. Đây. Và trong này chúng ta sẽ đưa tên biến vào hoặc đưa chuỗi, đưa số vào. Tôi sẽ thử nhé. Customer name. Đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ trả về chúng ta, đó là kiểu này là kiểu string. String này chính là kiểu chuỗi và độ dài là bằng bao nhiêu. Mình sẽ thử cái này nhé. Đó, và kết quả đó là nó trả về chúng ta là kiểu int. Đây là kiểu số, số nguyên. Và cái số của chúng ta là số 29. Chúng ta sẽ chuyển cái này lên trước cái phần gán số 29 này. Đó, chúng ta sẽ thấy là số 30. Nhớ. Đó, với VADOM thì nó sẽ trả về cho chúng ta kiểu dữ liệu và độ dài. Thế nhưng là độ dài thì thường sẽ áp dụng với chuỗi hoặc là mảng. Trong mảng thì cũng có gọi là số lượng phần tử của mảng. Thì phần mảng đó thì khi nào đến phần đó thì tôi sẽ nói cái này kỹ hơn. Tiếp theo, chúng ta có thể sử dụng cái hàm nữa, đó là hàm print r. Với cái hàm print r này thì thường được sử dụng để in mảng và đối tượng. Bởi vì với hàm print r này nó sẽ không trả về chúng ta kiểu dữ liệu và độ dài. Tôi sẽ thử nhé. Print r. Giả sử ở đây tôi sẽ đưa ra một cái biến đó là customer name chẳng hạn, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó trả về dạng như này thôi. Nhưng nếu là một mảng thì nó sẽ hiển thị khác. Chúng ta sẽ thử nó là một số đấy nhé. Đó, thì cũng giống như kiểu chúng ta echo thôi. Thì chính vì thế nên tôi mới nói là phần printer này áp dụng với mảng và đối tượng. Ok, quay vào đó là khi nào chuyển sang phần mảng và đối tượng thì tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn. Đó là bên liên quan đến vấn đề debug dữ liệu. Còn tất cả các kiểu còn lại thì chúng ta sẽ sử dụng đó là VADOM. Ok, thì trên đây là một vài những kiến thức liên quan đến phần biến này, liên quan đến phần in dữ liệu và đến một cái phần liên quan đến comment và debug. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp.